làm sao chúng ta có răng chắc khỏe như khủng long? Dạ, dùng con gát. Đúng rồi, con gát có cả fluor và canxi. Tưởng tượng vỏ ốc này là răng các em, và đây là axit do thức ăn tạo ra. Con gát làm chắc răng, bảo vệ răng chống axit gây sâu răng. Không sâu răng. Con gát cho răng chắc khỏe và không sâu răng.